Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi tới quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga không cảm thấy lo sợ vì cho đến nay nước này đã tránh được phản ứng dữ dội của toàn thế giới. Trong khi hầu hết các nước phương Tây, bao gồm Mỹ đã lên án kế hoạch quân sự và áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga, thì nhiều quốc gia Nam bán cầu vẫn giữ lập trường trung lập và duy trì nguyên vẹn mối quan hệ với Moscow. Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh phương Tây đã thất bại trong việc biến nước Nga thành một quốc gia bị quốc tế cô lập. Ông cho biết, thay vì bị cộng đồng quốc tế xa lánh, Moscow vẫn tham gia nhiều hội nghị thượng đỉnh và sự kiện toàn cầu quan trọng như hội nghị thượng đỉnh G2000 và BRICS mà không chịu bất kỳ hạn chế nào. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Moscow đã ngăn chặn được nguy cơ đổ vỡ nền kinh tế sau khi phải hứng chịu hàng loạt các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhằm vào nước này kể từ năm 2022. Bên cạnh đó, ông Peskov cũng nhấn mạnh nền kinh tế Nga đang phải chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt chưa từng có, và Nga không chỉ phải xoay sở để đảm bảo ổn định tình hình mà còn tạo xu hướng tăng trưởng cho nền kinh tế. Theo số liệu do Cơ quan Thống kê Liên bang Nga Rosstat công bố hôm 15 tháng 11, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong quý 3 vừa qua đạt 5,5%. Đây là quý thứ hai liên tiếp kinh tế Nga ghi nhận tăng trưởng sau khi bị suy giảm trước đó. Động lực chính thúc đẩy Nga tăng trưởng là lĩnh vực sản xuất tăng 10,2%, xây dựng tăng 8% và nông nghiệp tăng 4%. Ngoài ra, nền kinh tế cũng được hỗ trợ nhờ tăng trưởng trong hoạt động tiêu dùng khi doanh thu bán buôn tăng 22,9%, doanh thu bán lẻ tăng 11,3%. GDP trong quý 1 của Nga giảm 1,9%, GDP quý 2 tăng trưởng ở mức 4,9%, đánh dấu lần đầu tiên kinh tế Nga tăng trưởng sau khi suy giảm nhanh chóng trong năm ngoái do chịu tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Trong khi đó, ông Zelensky đã nỗ lực xoa dịu kỳ vọng của phương Tây, thừa nhận Ukraine đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức và Kiev cần nhiều thành tựu hơn trên chiến trường. Ông Zelensky nói, đây không phải là một bộ phim không thể có phép thuật mỗi ngày. Bình luận của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh cuộc phản công của Kiev chống lại Moscow đang rơi vào bế tắc. Chiến dịch phản công này đã được tiến hành từ đầu mùa hè nhưng không đạt được bước tiến đáng kể nào. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh Kiev sẽ không bao giờ chấp thuận bất kỳ thỏa thuận nào công nhận Crimea và bốn khu vực của nước này bỏ phiếu sáp nhập Nga vào mùa thu năm ngoái. Ông giải thích, Kiev chưa sẵn sàng cho kế hoạch hòa bình như vậy, đàm phán hòa bình sẽ chỉ diễn ra khi phía Nga chấm dứt xung đột. Trong khi đó, hồi đầu tháng này, đài NBC đưa tin giới chức phương Tây đang đàm phán với Kiev về việc liệu nước này có thể xem xét một số nhượng bộ đối với Nga để chấm dứt xung đột hay không. Giới chức lo ngại Ukraine đang dần cạn kiệt nguồn lực. Hôm 20 tháng 11, ông Alexei Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nói rằng Kiev lo ngại các cuộc thảo luận giữa một số đối tác về khả năng ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh nước này có ý định chiến đấu đến cùng. Các đơn vị quân đội Ukraine đã bắt đầu tiếp nhận phiên bản tiên tiến của máy bay không người lái cảm tử UAV Lancet, được tích hợp camera phụ trợ và đầu đạn nổ lõm tandem. Đây là thiết bị nổ được thiết kế để thực hiện hai hoặc nhiều bước nổ lõm kế tiếp nhau, có thể xuyên phá giáp lồng bảo vệ và giáp phản ứng nổ RA. Cải tiến này đã bổ sung thêm tính năng mới cho UAV Lancet, ngoài khả năng bay tự động và nhận dạng mục tiêu tự động. Phiên bản UAV Lancet hiện đại có thiết kế đặc biệt với thân hình ống. Đáng chú ý, quân đội Ukraine đã thừa nhận mối nguy hiểm do các biến thể mới của UAV gây ra, đồng thời thảo luận về các biện pháp kỹ thuật và chiến thuật để đối phó với mối đe dọa này. Thời gian gần đây, có rất nhiều báo cáo về việc Nga đã tiến hành nâng cấp UAV Lancet, đặc biệt là cải tiến về động cơ, đầu đạn, tầm bắn, công nghệ theo dõi và hệ thống quang học. Tuy vậy, những tính năng mới này có thể không được tích hợp cho một mô hình duy nhất, thay vào đó chúng xuất hiện trên nhiều phiên bản và lô sản xuất khác nhau. Sự điều chỉnh này cho thấy không phải tất cả các đơn vị bộ binh và đơn vị lính dù của Nga đều có thể sử dụng các phiên bản giống nhau. Việc phân bổ UAV Lancet có thể được điều chỉnh dựa trên nhu cầu riêng của các nhánh trong quân đội Nga hoặc khu vực mà họ hoạt động, chẳng hạn như Đông Bắc, Đông Nam hoặc phía Nam Ukraine. UAV Lancet phiên bản mới của Nga có thể vượt qua lưới chống máy bay không người lái, xuyên qua lớp giáp lồng và giáp RA, cũng như chống lại các giải pháp nhằm bẫy hoặc vô hiệu hóa UAV mà Ukraine sử dụng trước đó để chúng không thể lao tới mục tiêu. Kênh Telegram UAV Tech của Nga cho biết, Phiên bản UAV Lancet nâng cấp đã xuất hiện trên chiến trường. Chúng được trang bị hệ thống LiDAR, cho phép đo khoảng cách chính xác đến mục tiêu và kích hoạt đầu đạn từ xa. Với đầu đạn nổ tan đem, UAV Lancet có thể xuyên thủng lưới hoặc lớp giáp và phá hủy phần bên trong. Lưới chắn và giáp chắn sẽ không còn hiệu quả nữa. UAV có tính năng tìm kiếm mục tiêu tự động nhờ được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Theo UAVtech, UAV Lancet đã phá hủy hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 MLRS và pháo tự hành Dana SPG của Ukraine vào giữa tháng 10. Hình ảnh được binh sĩ Nga công bố cũng cho thấy những chiếc Lancet được gắn hai camera cỡ nhỏ của hệ thống LIDA phía sau cụm cảm biến dẫn đường ở mũi UAV. LIDA, viết tắt của cụm từ Light Detection and Ranging, là một công nghệ đo khoảng cách lập bản đồ 3 chiều với nguyên lý hoạt động tương tự radar nhưng sử dụng các chùm tia laser hoặc hồng ngoại thay vì sóng vô tuyến. Nguyên lý hoạt động cơ bản của Lidar là phát một chùm tia laser tới một bề mặt và đo khoảng cách phản xạ lại của laser. Lidar có thể đo đạc, khảo sát, lập bản đồ về địa hình trái đất. Khi kết hợp với UAV, máy đo khoảng cách laser và camera quang học của hệ thống có thể đo khoảng cách tới mục tiêu. Lidar sẽ xác định lồng bảo vệ hoặc lớp giáp kim loại ở phía trước xe tăng, hoặc pháo và lập trình đầu đạn tương ứng giải pháp kỹ thuật này cho phép bạn giải quyết vấn đề với lưới chống máy bay không người lái, từng là rào cản lớn khiến UAV Nga khó hoạt động. Báo cáo của Militanyi cho biết, việc xuất hiện phiên bản cải tiến có thể xuyên phá lớp giáp là tin tức cực kỳ xấu đối với Ukraine, trang tin này lưu ý. Theo Militani, hiện rất ít các biện pháp hiệu quả để đối phó với UAV Lancet, phiên bản mới của Nga, ngoại trừ việc sử dụng các thiết bị tác chiến điện tử mạnh mẽ như Bukovel. Hoạt động của UAV Lancet có thể bị phát hiện nhờ máy phân tích phổ tần số vô tuyến Lancet, Zala và các UAV chính xác sát, sát thường hoạt động trong giải tần 868-870 MHz và 902-928 đến MHz. Giải tần này thường có dạng đặc trưng là hai đỉnh nhọn. Chuyên gia Sehi Flesh lưu ý rằng, các đơn vị tác chiến điện tử trên mặt đất của Nga không thể bảo vệ Lancet vì nếu họ phát tín hiệu gây nhiễu thì điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của UAV cần phải lưu ý rằng Lancet không có mô đun định vị được bảo vệ chống lại thiết bị tác chiến điện tử. Ukraine dường như đã xác định được lỗ hổng này và chuẩn bị biện pháp đối phó với Lancet khi không có hoạt động gây nhiễu hoặc sự can thiệp bằng EW của Nga. Ngày 20 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng thủy quân lục chiến của hạm đội Biển Đen đang ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm đổ bộ lên các hòn đảo trên sông và tả ngạn con sông Dniester. Bộ Quốc phòng nga công bố video cho thấy các binh sĩ thuộc lữ đoàn hải quân đánh bộ cận vệ 810 đang đẩy lùi lực lượng đối phương. Họ đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau. Mặc dù kết quả cuộc giao tranh vẫn chưa rõ ràng, nga cho biết các lực lượng ukraine đang chịu thương vong nặng nề và mất nhiều trang thiết bị khi cố đổ bộ lên các đảo ở sông Dniester. Một số blogger quân sự cho biết, Nga đang gây sức ép đối với Ukraine ở khu vực gần làng Karinki, cạnh đầm lầy ở thượng nguồn con sông. Vẫn chưa rõ nỗ lực vượt sông có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc phản công của Ukraine, nhưng điều đó khiến họ rơi vào tình thế khó khăn giữa một bên là sông, đầm lầy và một bên là phòng tuyến kiên cố của Nga. Trang truyền thông độc lập Gorgonjo đưa tin, quân đội Ukraine được sự yểm trợ của pháo binh đã tiến hành tấn công các vị trí của Nga từ ngôi làng Karinok ở tà ngạn sông Đờ và tiến vào một khu rừng gần ngôi làng này. Mục tiêu của hoạt động này là tiếp cận đường cao tốc M14. Nếu Ukraine thành công, họ có thể kiểm soát nhiều tuyến giao thông trong khu vực. Để ngăn chặn nỗ lực của Ukraine, Nga đã tích cực pháo kích vào các vị trí của Ukraine ở nhiều khu định cư khác nhau. Cách đây vài ngày, các lực lượng Ukraine đã thực hiện thành công các cuộc tấn công vào các vị trí của Nga ở bờ đông sông Dnieper. Chỉ vài ngày sau khi Moscow thừa nhận Kiev đã giành được chỗ đứng ở khu vực này. Tuyên bố của quân đội Ukraine nêu rõ lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng củng cố một số đầu cầu đổ bộ ở tà ngạn sông Dnieper dọc mặt trận vùng Kherson. Các đơn vị phòng thủ tiếp tục giữ vững vị trí và đang thực hiện các bước đi để mở rộng cứ điểm. Trước đó, Thủy quân lục chiến Ukraine cho biết đã tiến hành thành công một loạt hoạt động và giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra ở bờ đông con sông. Theo lực lượng này, Nga đã tổn thất khá nhiều binh sĩ trong các cuộc giao tranh với Ukraine ở khu vực sông Doniape Tuy nhiên, Moscow chưa xác nhận thông tin. Việc vượt sông thành công đánh dấu một bước tiến đáng kể cho Ukraine trong bối cảnh cuộc phản công kéo dài hơn 5 tháng qua hầu như vẫn dậm chân tại chỗ và không thể giúp Ukraine lật ngược tình thế cuộc xung đột kéo dài 21 tháng. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, những trận chiến khó khăn đang diễn ra ở bờ đông sông Dnipro sau khi một số đơn vị Ukraine đổ bộ. Bộ này nêu rõ một trong những mục tiêu chính của hành động này là đẩy đối phương càng xa bờ sông càng tốt. Pháo binh Nga càng bị đẩy ra xa thì chiến tuyến càng an toàn. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 18 tháng 11 đã đăng tải nhiều hình ảnh lên mạng xã hội cho thấy các binh sĩ nước này đang đứng ở bờ đông sông Dnepr. Một số hình ảnh ghi lại cảnh lính Ukraine đang băng qua sông bằng thuyền nhỏ, ký ép hy vọng Việc thiết lập chỗ đứng vững chắc tại bờ đông sông Dnieper sẽ mở ra tuyến đường mới, giúp tấn công vào bán đảo Crimea dễ dàng hơn.